Ok, chào anh em nhé. Thì như anh em thấy thì dưới đây nó là một, hôm nay mình sẽ giới thiệu cho anh em về một cái con nick mà hoàn toàn do chính hai bàn tay của mình đã cày trong suốt 2 năm vừa qua. Thì đây đây kho đồ đây đấy, thì nhìn trông không có gì gọi là mới mẻ phải không, tại vì mình cái này mình cũng đã rời rất chia là cũng khá lâu rồi đấy. Nó chỉ thế này thôi. Thì hôm nay mình có một chút điều cần băn khoăn là thực ra là con nick này là mình đã cày nó từ khi vào sau khi mà tập kích được ra đời được hơn 1 tháng rồi. Thì cái thời điểm mà mình đã nghỉ cày thì nó chính là vào tầm vào tháng 6 năm ngoái. Và tất nhiên là trước khi mình nghỉ game thì mình cũng đã không quên, đó chính là giao lại quyền sở hữu này cho người khác. Nhưng mà thực sự mình cũng chả hiểu tại sao mà cái suốt 1 năm mình nghỉ, mình tưởng là nick này nó phải VIP hơn một tí cơ, nhưng mà không hiểu tại sao đến bây giờ mà nó vẫn dậm chân tại chỗ ấy. Buồn cười, khá là buồn đấy phải không? Thì ngày hôm nay là mình mượn lại để mình sẽ bắt đầu làm clip nhá. Thì hôm nay mình cũng có một chút câu chuyện muốn nói về con nick này. Thì thời điểm mà mình bắt đầu làm YouTuber ấy là mình đã thành lập ra YouTuber mình với niềm đam mê rất là lớn với cái tập kích này. Thì nhưng mà đến khi mà mình nghỉ game vì do là cũng rất nhiều lý do thôi. Bởi vì đầu tiên là do là số lượng người chơi thì cũng rất chi là ít. Đấy, trong đó có cả những người anh em ngày xưa của mình ấy, những người đồng đội, những người bạn thân nhất của mình ấy, thì đến nay cũng giờ cũng nghỉ hết cả rồi. Đấy, thì mình nhớ lại một cái khoảnh khắc mà ngày xưa mà mình quay quay clip ý, là mình có cùng với đồng đội của mình cày suốt đêm cơ. Đấy, cái đi danh vừa bắn vừa cười. Đấy, thì nói chung là cũng rất là vui. Dù là cũng không ít lần là gặp hack hay là gặp mod xong rồi gặp trẻ trâu gì đấy, nhưng mà không sao thì cũng chả sao đâu, anh em mình có ai quan tâm đâu mà. Đấy, nhưng mà đến lúc mà khi không còn ai anh em mình không còn ai chơi nữa thì cũng là lúc mà họ bỏ game luôn. Lúc đó mình lại đi danh trong cái không khí gọi là cực kỳ cô đơn luôn, không còn ai đi cùng với mình. Thực sự để mà nói là mình cũng đã quen rất nhiều người anh em rồi, những người bạn rồi, nhưng mà quen được có một khoảng tầm một tí thôi, là khoảng tầm 2 3 tháng gì đấy là họ lại quyết định nghỉ game. Đấy, thì đây là gần như là mình ác mình gọi phải gọi là nhiều nhà, không biết là nhà nào sẽ là nhà nhà thật của mình. Đấy, thì đấy chính là lý do tại sao mà mình quyết định là sẽ dừng cuộc chơi, coi như là không làm clip nữa. Thì tự nhiên là cảm hứng đã trở lại sau khi là mà lần đầu tiên mình quay clip vào khoảng 2 tháng trước. Và lúc đó là có một người em nó cho mình mượn cái con nick gì mà cũng rất chi là VIP luôn. Có cái VIP 20, 21 gì đấy. Toàn là súng 3 gương sáng 5 luôn. Mặc dù chỉ có một vài khẩu súng còn chưa được mắc thôi, nhưng mà cái khoảnh khắc đấy mà là làm clip về súng VIP bị thực sự rất chi là phê luôn. Đó thì thôi, đúng là bà đến nay giờ thì clip mình của kênh của mình cũng đang được hơn 110 người đăng ký rồi. Cho nên là nếu mà anh em có gì anh em hãy đăng ký giúp mình nhé. Rồi mình có động lực làm nhé. Đây, cảm ơn em rất nhiều.
Thì thôi bây giờ hôm nay mình sẽ review cho anh em về một khẩu súng dòng MG nhá. Thì đây nó chính là khẩu máy cày đã được chính hai bàn tay mình đang lên sáng 4 này. Đấy thì anh em nhìn thấy ngoại hình của nó như thế nào. Thì hầu như là khẩu này thì có trong cái khẩu này thì anh em chỉ có thể kiếm được trong chế độ AI thôi. Nhưng mà đấy là từ ngày xưa hồi bản 2.0 mới ra thì mảnh máy cày ra rất nhiều luôn. Mình chỉ biết gọi khẩu này là máy cày thôi, chứ tên nó mình chả biết đọc là gì luôn. Nhưng mà đến nay thì bây giờ khả năng mà trúng được mà ra mảnh này giờ là chỉ bằng 1/10 thôi, phải không? Đấy thì mình đã cày khẩu này từ khi phiên bản 2.0 đến lúc mà mình nghỉ game ấy. Đấy thì các thông số cũng như ngoại hình em đã biết hết cả nhá. Mình cũng chỉ để đấy thôi, còn cái chính nữa là làm trận đấu danh, phải không? Là để xem khẩu này như thế nào. Rồi ok. Rồi để xem khẩu này đâu nó có mạnh không nhá. Thế thì anh em nhìn màu sắc của nó rất chi rực rỡ, phải không? Bao phủ cho mình nó là màu vàng óng bốn số 9 luôn, chia đẹp. Để xem có thằng nào không nào. Một em đứng im rồi, quá dễ dàng. Đứng đếm ngắm với anh à? Dạ. Rồi. Rồi ba trận đầu tiên là ba mạng rồi, xem trận thứ hai nào. Ủa. Ôi, được khẩu này vẫn đục, ngoài đục vẫn ngon lắm đấy. Úi rồi 5 em rồi. Đấy thì khẩu này em nhìn như nào thì mình bắn này em tự cảm nhận nhá. Cái khẩu này thì cũng có khá rất chi nhiều người lên được sắm 4 rồi. Nhưng mà đấy mình nói trường hợp những người nào biết chăm đi PVE thôi. Chứ không thì còn lâu. Thậm chí ác mình 20, VIP 20, 21 mình mượn được thằng em nó còn chưa được nổi sắm 1 cơ. Hơi buồn nhỉ. Ủa? Từ từ nào. Úi rồi ôi. Úi rồi ôi, sao mình móc thế này? Úi rồi ôi, đen thế. Mày móc thì chơi chơi gì hèn vãi đấy à? Tốt, đứng dưới đấy mà sao mình không biết nhỉ? Nào, từ từ thôi. Ôi, biết ngay có thằng nào cũng mò sang đây mà. Cứ báo với anh là anh mày cho em biết thế nào là địa ngục luôn. Đứng đấy sóc cái gì? À, sao thằng này có khẩu sóc có sáng cơ. Mình thực sự mình chưa làm về khẩu Panit này bao giờ luôn. Thì có lẽ là hôm sau là mình sẽ làm một clip về khẩu này ha. Có cột tiếng súng à? Cột tiếng súng đâu đấy? À, sao yếu à? Có nói là bấm gì hả Nam? Con đang quay mà. Hả? Con đang quay mà. Có cái gì? Sao mẹ ra cho em vào mùa hè này phải làm được 2 triệu, 2 triệu thế em làm gì ra 2 triệu? Hả? Thế con nói thế chứ con nó thì nó chắc nó cũng mà nó biết cái gì mà nó làm. Này thì lấy việc cái là nó này thấy việc cái là nó lại nản luôn, có cái gì nó đâu rồi nhở?
Ô, từ nãy giờ đi một vòng. Mày kia rồi. Mày kia rồi. Thì con năm bình luận đi bảo con điên thế nào? Thì ai chả thế? Con đơn giản con ai làm clip vào thì cũng bình luận mà. Rồi xem nào. Ấy à. Ôi dồi. Một pha ăn sọ luôn. Đâu nhỉ? Có tiếng súng. Có tiếng súng á. À mày đây rồi. Rồi bây giờ mình tới trận thứ hai nhá. Hôm nay nó chỉ được cái là ngoại hình nó chất thôi. Chứ theo mình thấy là bắn cũng chả ra gì đâu. Nâng lên là chủ yếu là chỉ để đi trôi danh gì đấy. Tại sao từ chối tham gia nhỉ? Mình nghĩ đeo tai nghe không nhỉ? Chắc thử đeo tai nghe xem là bởi vì như thế thì âm thanh nó mới rõ hơn. Rồi. Nhưng mà thực sự là đeo tai nghe vào thì bắn nó khó hơn một tí. Nhưng mà thôi vẫn phải cố chịu thôi. Làm video thì chủ yếu vẫn là cái giọng với cả cái âm thanh súng. Một chú ăn bom. Cẩn thận đấy. Ngày sau ở nhà hết thế này. Hãy lên cùng tôi đi. Không tôi không tôi dám lên. Tôi lên để tôi ăn hành với chúng nó à. Một chú đứng yên. Thế luôn đi danh rất thích gặp những cái thằng treo như này nhá. Ước gì nó là cả năm em luôn. Anh em lên cùng tôi đi, đừng ở nhà làm gì. Một tôi cũng chả dám lên đâu. Ôi dồi chúa ơi. Nghe thật đấy cái đội này. Lên hết đi ngồi ngắm cái gì nhà chứ vậy. Ở nhà ngắm gái à. Rồi ít ra cũng có thằng lên. Thế luôn cái đắp mù cái là mình chả nhìn thấy cái gì cả. Còn hai thằng cầm tanker này thì nó lại ở ngồi nhà làm gì đây. Đấy. Nghe sao mà ăn hại thế không biết nhở. Thằng này sơn nít mà muốn kích quá đi mất rồi. Đấy.
rồi một chú. Hai chú. Ba chú. Úi giời, bốn chú này. Nhưng đã không ăn được chú thứ năm. Rồi chắc tin mày không gánh được rồi. Mình là thực lực của mình cũng chỉ đủ để tính thế thôi. Trừ khi đồng đội mà ép mạnh thì còn được. Thế giờ nó lại chơi cái trò thủ ở nhà này. Mình làm chỉ để cho vui thôi chứ. Chứ thực sự chính mình cũng chả phờ rồ gì về khẩu này đâu. Mình chỉ thích nhất những dòng như là Super V hay là AK-47 gì đấy thôi. Còn cây Sword Dragon thì mình cũng đang dần dần làm quen với nó rồi. Rồi một chú. Chậm quá. Bây giờ chắc là về thủ ở nhà thôi. Có giỏi thì hết đây luôn đi. Anh nó lại chơi. Ủa. Mẹ này bị ăn một phát sọ luôn. Bọn này là bọn đi buôn sọ à? Rồi các ông lên tôi các ông lên chậm thế thì tôi dám lên được. Đấy đằng sau kìa. Rồi. Trời, đúng mất máu này. Đấy giờ tự dưng đang có lợi thế, giờ lại có lợi thế, còn lôi ship ra nữa. Có chú này. Rồi thất bại rồi. Hay là thôi thì cũng dừng clip rồi nhá. Em thấy khẩu này như thế nào thì nói cho mình nghe thì cũng comment nhá. Mình chả quen bắn khẩu này đâu. Bắn tiếp thì bao giờ ai mà chả có lúc thắng lúc thua mà, phải không? Thôi chào anh em nhé.